Rồi, thực hiện bài 4, đóng gói và sử dụng server cam kết để chạy dự án. Vô mini file, chọn export, chọn WAR. Chọn ở đây mình để là Java 5 lab 1. Và chúng ta sẽ lấy cái dự án của chúng ta lưu về đâu? Ví dụ, chúng ta sẽ lưu về cái server Tomcat, Tomcat 10. Bạn sẽ lưu trong web app. Được chưa? Java 5 lab 1 lưu. Đây, WAR. Còn sai gì nữa? Sai này hả? Ok, rồi chọn đúng cái tên của nó luôn, dự án luôn. Rồi bạn sẽ chọn Finish ha. Bạn lưu ra chỗ này thì bạn tùy biến cái tên. Còn ở phía trên này thì bạn chọn đúng cái tên của dự án. Finish. Sau khi nó đóng gói xong, chúng ta kiểm tra trên ổ đĩa C Tomcat, Tomcat 10 Web App, Tomcat 10 Web App. Hình như là thầy chọn cái Tomcat Server, Tomcat 10 Web App. Đây, Java 5 lab 1. Được chưa? Như vậy trong này hôm trước thầy đã chạy một dự án là slide 1. Bây giờ mình sẽ chạy cái dự án là Java 5 lab 1. Tắt cái Eclipse đi. Sau khi chúng ta tắt Eclipse thì chúng ta sẽ test lại bằng cách chạy localhost login. Không có đúng không? Mình phải đảm bảo rằng không có. Cái này là dân tester nha. Muốn đảm bảo chắc chắn rằng cái kia đúng thì mình phải kiểm sai cái đã. Mình đang kiểm sai. Được chưa? Mình cố tình cho nó sai mà nó sai thiệt là đúng đúng không? Rồi ok. Mình sẽ vô cái Tomcat này. Các bạn vào bin. Ở bên trong này nó có một cái stack. Đây. Startup chấm bat nha, file này là file bat. Chạy lên. Rồi nó đang chạy cái cái dự án của mình ở đây nè, nó để là Java 5 lab 1 nè. Được chưa? Java 5 lab 1. Và đây nó để là string nè. String boot. Rồi server đang khởi động. Bây giờ chúng ta muốn chạy được cái dự án này thì ở chỗ cái localhost, các bạn sẽ không có dùng login bình thường nữa, mà các bạn phải thêm vô là lab 5, Java 5 lab 1, enter. Rồi bạn sẽ thêm một cái nữa là login. Vô. Rồi bạn sẽ thêm một cái nữa là url.php, enter. Như vậy chúng ta đang chạy được dự án mà không cần đến Eclipse. Được chưa nào? Và khi mà chúng ta muốn chạy thì chúng ta vô cái server Tomcat của chúng ta, server Tomcat, và chúng ta chạy cái file start này lên là xong. Và trong cái đường dẫn thì chúng ta gõ đúng theo cấu trúc của chúng ta. Localhost Java 5 lab 1. Đấy, như vậy là chúng ta đã đóng gói
và triển khai dự án đối với lại cái Stringboot của chúng ta xong. Và chúng ta thử cái phần login của chúng ta, nó có lưu được cookie như chúng ta đã làm hay không, như chúng ta đã làm trong dự án hay không. Vậy chúng ta vô, chúng ta clear cái cookie này đi. Đối với bài làm của các bạn thì các bạn sẽ làm cái chức năng là clear cookie giúp thầy nhé. Đối với bài làm của bạn thì các bạn sẽ làm cái chức năng là clear cookie, còn thầy thì thầy clear bằng tay. Còn các bạn làm cái bài 3 của lớp 1 thì các bạn nhớ là clear ở một cái nút nào đó. Rồi, login của chúng ta không có. Not found. Server đang chạy. À, mình sai đường dẫn rồi. Do biết sao không? Cái đường dẫn của mình hồi nãy mình để là gì? À, Java lab 5 login. Đó, sai ha. Rồi ok, U1 password 123 login. Đây, chú ý chỗ này nữa nè. Khi mà nó trả về cái là login, còn mình trả về phải là gì? Java 1 login mới đúng. Java 5 lab 1 login mới đúng. Thì lúc mà các bạn code đó thì các bạn cũng sửa cái code lại chỗ đó giúp thầy. Đây mới đúng nè. Đó. Được chưa? Java login. Rồi mình coi trong cookie này nó có lưu bát không? Chưa lưu bát đúng không? Như vậy mình vô mình phải code lại, mình cho nó chỉ về cái đường dẫn đúng. Tại vì hiện nay nó đang chỉ về cái đường dẫn sai. Nó đang nhảy về cái đường dẫn sai. Cho nên là trong cookie của mình nó cũng chưa lưu được luôn. Cái đường dẫn mà nó trả về của cái trang login á, mình phải chỉ về cái đường dẫn này nè. Đó, cho nên là nó return về sai, nó chưa có thực hiện được chỗ đó. Các bạn vô các bạn test lại giúp thầy. Nhưng mà đối với lại cái trang cơ bản là URL, cái này nó chỉ có hiển thị ban đầu, nó chưa có gọi lại thì không sao. Cũng giống như là cái form login của mình, nó gọi ngay từ đầu. Đó. Thì ok. Còn cái chuyện mà khi mà nó lưu cookie xong rồi nó quay trở lại, nó gọi lại một lần nữa, thì các bạn chú ý cái đường dẫn.